Đây, đây là bờ đê của làng Việt Long. Đấy, buổi sáng rất là yên bình. Bây giờ là hơn 5 giờ sáng. Nhà mình thấy không ạ? Đấy, bờ đê rất xa. Chỗ này là cách Hà Nội là 50 cây. 55 cây ạ. Đây là một nhóm dinh dưỡng. Wow, nhà mình nhìn không ạ? Wow, rất là đẹp, đúng không ạ? Ở ngay trong sân thôi ạ. Đấy, nhìn thẳng nhà. Đấy, buổi sáng các bác tập thể dục rất là vui vẻ. Đấy, tập rất là vui vẻ, rất là nhiều người tập. Đây, mình sẽ đến mình xem cụ thể là ở trong này trong video. À, có tivi. Có tivi. Rất là đông vui.